Khi mà biết ra siêu âm là 5 tháng mấy, gần 6 tháng rồi. Ủa vậy là tính ra nếu mà 5 tháng mấy 6 tháng gì là con bé này đâu có được bao nhiêu tháng đâu, là chị có bầu lại nữa rồi. Bởi vì mình không có hay nè, tới chừng ấy ra là 1 tuổi 6 tháng gì con bé này 4 5 tháng là chị có bầu nữa rồi. Bởi vì hay sớm thì đấy mình không có hay. Trời ơi. Bởi khổ vậy đó, bởi có điều kiện. Đầu tiên lạ đó nha. Đầu tiên mình gặp mà nó sát kề nhau như vậy luôn á. Vậy bây giờ cưng là ăn ấy lên coi coi có người nào mà cần con bé đó rồi. Chị cho chứ nuôi giờ nuôi đâu có nổi đâu, ông bệnh không có làm gì ra tiền hết trơn á. Sữa nhỏ này uống mà người ta còn phải cho tiền nữa đó. Sữa bịch, sữa bò đó. Nguyễn Hiếu xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình đang xem like này hay cả nhà. Kính thưa cả nhà thân mến, thì không biết gần đây tại sao mà Hiếu rất là cố duyên với mẹ bầu với lại các em nhỏ, cũng gặp những câu chuyện mà liên quan về mẹ bỏ con, người cha bỏ con, rồi vợ chồng ly hôn, rồi không có ai nuôi bé nữa cả nhà. Thì mình gặp rất là nhiều câu chuyện, mấy câu chuyện này. Thì ngày hôm nay Hiếu cũng đang có mặt ở đây là thành phố Long Xuyên. Và ngày hôm nay thì có một cái câu chuyện mình cũng không rõ nguyên nhân tại sao mà 6 tháng mang bầu rồi mà đòi cho bé gấp cả nhà. Thì mình có hỏi sơ cái hoàn cảnh này thì chị này nói là cuộc sống bây giờ đang rất là khó khăn và cũng sinh nhiều bé rồi, bây giờ là thêm một bé nữa mà không có đủ khả năng để nuôi, cũng như là sắp tới đây gần sanh rồi thì cũng không có một kinh phí nào để mà sanh hết trơn. Hỏi ra thì người chồng này thì cũng đang mắc bệnh và lâu rồi mà điều trị không có khỏi, với lại một phần nữa là kinh tế gia đình không có, cả nhà rồi đâu có điều trị được đâu. Rồi thử ra bây giờ là chị có mang bầu mới 6 tháng thôi nhưng mà liên hệ với Hiếu trước để mà đòi cho bé này, để mà cho những cái hoàn cảnh mà nó tốt hơn mà để có thể nuôi bé được, cả nhà. Mình cũng thật sự là cũng chưa có biết câu chuyện đó nên sao, nên ngày hôm nay thì khi mà chị điện liên tục như vậy thì Hiếu đã chạy xuống cái Long Xuyên này ở cầu Cần Xây á cả nhà, để xem cái tình hình nó làm sao, để hỏi thăm coi tại sao mà lại cho bé gấp như vậy trong khi còn 3 tháng nữa mới sanh. Thôi thì bây giờ mời cả nhà mình theo Hiếu nha, đi gặp gỡ cái hoàn cảnh này coi nó làm sao mà tại sao như vậy, mà mình tìm hiểu kỹ cái coi mình có giúp được cái gì không. Còn nếu như mà thật sự là mà không giúp được gì thì cô chú anh chị nào mà có hiếm muộn á, có muốn sinh bé thì cứ liên hệ với lại chị đó, rồi mọi người cùng với nhau để mà có một cái thống nhất hơn để mà giúp đỡ bé nó có một sống tốt hơn cả nhà. Rồi mình đi thôi cả nhà. Kính thưa cả nhà thân mến, thì nãy giờ Hiếu cũng đã đi hỏi nhà và thăm nhà, thì mình cũng đã tìm thấy được cái ngôi nhà rồi cả nhà. Nó cũng nằm ở mặt tiền nhưng mà cái nhà này rất là cũ rồi, Hiếu nghĩ là cũng ít nhất cũng vài chục năm mà. Hôm nay nè cả nhà. Nãy giờ Hiếu cũng chuẩn bị, chị chờ Hiếu nè. Em chào anh chị. Chào. Em ngồi đây ha. Chào. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện được không chị? Chưa mấy mà 1 tuổi à. 1 tuổi hả? Qua chú Hiếu Bồng nè. Qua chú đi. Qua chú Hiếu Bồng nè, lạ không? Lạ không? Chín. Sao? Ô lạ. Thôi. Trả cho mẹ cả nhà. Ba còn anh nhiêu? 44 hả? À, hơn nhau 11 tuổi. Rồi hiện tại giờ anh chị sống cái ngôi này, nhà này là đất của mình hả? Đất của bà già. Bà già hả? Đó giờ đi mướn trọ ở. Đó giờ đi mướn trọ à. Cái ngôi nhà này như em thấy cắt lâu rồi phải không anh? Lâu cũng hai mấy năm. Hai mấy năm cũng lâu hả? Sao mà bên đó nó rộng quá mình không cắt bung ra mà cắt con lõm bên này ha? Bên đó tại vì giờ đó già làm sát trăm đây nè, để đó chừng nửa sau mới làm à. Đó không có tiền đó mình làm như thế. Miếng đất này cũng rộng cả nhà. Rồi hiện tại là anh chị đi làm gì? Đó anh bị bệnh 3 năm nay. Để em cầm này cho anh nói đi. Cũng như bệnh đó, 3 năm nay không có làm gì hết. Bệnh gì anh? Cũng như nó trào ngược bao tử lên, nó rồi cái miệng nhớt tư. Cái miệng rồi nó chảy nước dãi ra, giờ nãy giờ nói chuyện là nuốt nước miếng không á. Mình có đi khám không? Có,
đi khám bệnh mà bị trào ngược dạ dày 3 năm nay nó không hết đó. Rồi chỉ nằm chỗ cái ghế bố lót ấy chảy nãy giờ nói chuyện là nuốt miếng không đó. Là tất cả các sinh hoạt của anh đều bình thường, chỉ có bị trào ngược dạ dày thôi. Trào ngược dạ dày nói chung ra giờ nó không biết, nó hồi trước thì nó chảy nước dãi không à, rồi cái sau này cái uống lộn thuốc vô đó cái nó làm cái miệng nó kẹo nẹo cái miệng chứ mình nó gích nó khó chịu ngủ ngơi không được chứ á, thức sáng đêm hoài tới lui cũng như mình đi ngoài đi vô ra vô hoài khó chịu. Rồi ở đây là bên là em chồng ha, em trai của anh à, em trai của anh thì anh hiện tại là anh làm gì ở đâu? Ở không. Sao sao không đi làm? Tại nhiễm chất độc da cam. À. Bệnh nhỏ lớn năm 16 tuổi tới giờ là 42 tuổi. Bệnh gì? Anh bệnh gì? Bị thần kinh. À. Rồi anh có uống thuốc không? Có hàng tháng. À, tháng là cái này bên nhà nước cấp hay gì? Bên bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp có khoa thần kinh nằm ở dưới á. Tới tháng thì lạnh thuốc. Tháng nào cũng uống chứ. Uống thì ngủ thì chưa đâu có làm gì đâu. Rồi ngày hôm nay chị kêu em tới đây có gì vậy không? Chị nói cho chị. Cũng như chị muốn kêu Cưng giúp cho chị tìm nào mà nuôi bé đó, tại chị không có khả năng để nuôi. Là bé nào? Bé gì chị sanh này có khoảng 2-3 tháng. Là 3 tháng nữa chị sanh hả? À, cũng như chị tìm trước để tới đó rồi sợ không có thì chị biết xây sở ở đâu hết trơn. À, bữa nay là tổng cái ngày mà chị mang bầu là bao nhiêu ngày? 6 tháng rồi. Đúng 6 tháng hả? Ừ. Là còn khoảng 3 tháng 10 ngày. Ừ. À. Bởi chị phải nhờ Cưng kiếm trước đó, nặng giờ sợ tới đó rồi bắt đầu có thằng xoay không kịp. Chị có tổng cộng bao nhiêu đứa rồi? Đứa này với đứa còn ở trên bà ngoại nữa, với đứa bụng, với đứa trong bụng nó này là 4 đứa. 4 đứa ha. Gái này được là 1 tuổi rồi. Ừ. Còn cậu nhóc này là bao nhiêu tuổi rồi? À, 5 tuổi rồi mà chưa có đi học. Chưa đi học hả? Sao chưa cho đi học? Tại chị không có điều kiện, không có tiền. Không có điều kiện hả? Con trai ơi. Đó chị giúp chú đi con. Nó nhút nhát quá trời. Nhát luôn hả? Nhát. Đâu quay mặt cho em coi coi. Coi chú thôi ơi. Nó nhát. Nó không có chơi. Tối ngày không có chơi với ai. Đẹp trai lắm hả cả nhà. Bữa giờ là chị đi khám bầu chưa? Là gì hay ra là 5 tháng mấy rồi đi siêu âm là 5 tháng mấy. Tại nó với siêu âm ở trọng á. Từ cái bữa siêu âm tới giờ tính là cũng 6 tháng, tại vì chị không có hay. À. Mình nghĩ mình mới sanh bé này làm sao mình có bầu được. Ừ. Nó nghĩ vậy đó. Thì không đi khám rồi mới biết ra là... Bé này mới có 1 tuổi mà chị đang có bầu 6 tháng nữa rồi. Trời ơi, sao mà đang cuộc sống mà đang khó khăn vậy mà để chín bầu nữa vậy? Mình, tại vì chị nghĩ mình mới sanh em bé này là nghĩ là không có, mình nghĩ bình thường nhưng mà nó không có triệu chứng gì hết. Ừ. Khi mà biết ra siêu âm là 5 tháng mấy, gần 6 tháng rồi. Ủa vậy là tính ra nếu mà 5 tháng mấy 6 tháng gì là con bé này đâu có được bao nhiêu tháng đâu là chị có bầu lại nữa rồi. Bởi vì mình không có hay nè, tới chừng ấy ra là 1 tuổi 6 tháng gì con bé này 4 5 tháng là chị có bầu nữa rồi. Bởi vì hay sớm thì đấy mình không có hay. Trời ơi. Bởi khổ vậy đó, bởi có điều kiện. Đầu tiên lạ đó nha. Đầu tiên mình gặp mà nó sát kề nhau như bởi vậy luôn á. Vậy mới nhờ Cưng là ăn ấy lên coi có người nào mà cần nuôi bé đó rồi. Ừ. Chị cho chứ nuôi giờ nuôi đâu có nổi đâu, ông bệnh không có làm gì ra tiền hết trơn á. Sữa nhỏ này uống mà người ta còn phải cho tiền nữa đó. Ừ. Sữa bịch, sữa bò đó. Rồi bây giờ nè cho em hỏi là nguyên nhà mình hiện tại là có mấy người ở trong này? Giờ có nhiêu nè? Là 4 người ha. 6 người. 4 người với hai đứa bé là 6. Rồi bây giờ là hàng ngày là thu nhập của mình ở đâu có? Không có cái gì. Tại vì gạo thì người ta cho chị ăn không à. Có cái bà thím tư bên đây nè, có cá thì bà cho cá, còn không có thì ăn bình thường, có gì ăn nấy. Sữa thì bà cho. Nó cho bữa 20-30 ngàn mua sữa cho nó uống. Ừ. Đó, gạo thì ta cho ăn không à, chứ vậy đâu rồi, có làm. Rồi mình là tức là 4 người không làm ra tiền hả? Không có làm. Tại vì bên đây chị thì gia đình ăn có gạo cho ăn chung, mà đồ ăn thì ăn nghiêng. Tại mẹ cũng già, mẹ đâu có lo được gì cho chị đâu. Là ăn nghiêng sao? Ăn nghiêng sao? Là vợ chồng chị ăn riêng rồi mà hai anh này với lại con riêng hả? Ừ. Tại vì mẹ già nhất đâu có gì đâu mà để lo hai chồng em tự động người ta cho ăn. Có gì ăn nấy. Tức là em hỏi chính xác luôn là giờ là mình không có 24 người mình không đi làm được cái gì hết. Đúng rồi. Rồi điện nước cái tiền đâu đóng? À,
lại có ông anh mẹ bá cho mẹ lên Sài Gòn cho mẹ. À, là có ông anh đó hả? Anh là anh của anh hai của ông cái này. Anh đó trên Sài Gòn làm rồi hàng tháng gửi tiền gì đóng tiền điện tiền nước. À là mỗi tháng anh gửi được bao nhiêu? Tháng được 1,5 có tháng được 700. À là tùy ha. Anh nói trên đó làm gì mà? Chạy xe Việt Grab. À chạy xe Grab hả? Anh nói trên đó có vợ con không mà anh gửi gì cho hàng tháng cho mình? À. 40 mấy tuổi rồi anh đi ngoài Sài Gòn anh làm rồi anh gửi tiền hàng tháng về 700 hay hoặc là 1,000,000 tháng ha, là mình để đến xoay sở mình đóng tiền điện. Chứ mình ở đây cũng không có kinh tế gì ha. Không có thu nhập gì. Ừ. Sao không đi bán số được hay gì? Mình có đi bán số được không? Tại thấy tổng nó theo nắng nồi á, còn nghiệp chứ bằng không có vốn nữa, không có tiền. Không có tiền hả? Ờ, khổ chứ ta. Trước đâu đến rồi khổ đó. Trước sao? Trước đó là em đi mua cái liệu đó là ví dụ bên đưa có bình thửa vậy mà không biết. Ừ. Cái nhà trọ dưới này nè, có nhà bà này nè. À. À, về ví dụ như có tiền thì cho đưa cho bà. Ừ. Làm cho tiền, trước đó chưa bệnh làm tiền lắm. Ừ. Đâu có ấy đâu gì, chứ mua gạo này nọ cho bà tháng 2-3 triệu bạc như đó. À. Từ ngày em đảo bệnh tới giờ là rồi. À. Xuống luôn. Quá trời ta ở nhà trọ mấy tháng còn không có tiền trả, ta còn cho mấy triệu ở nằm kế nhưng mà không có ở nữa. À là lúc trước anh cũng đi mua ve chai phế liệu. Ừ. Cũng có tiền nhưng mà từ khi anh bệnh tới giờ là không có tiền. Anh bệnh đến bữa nay nữa là bao lâu rồi? Tính ra chắc 3 năm hả? 3 năm nay. À ok 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 đúng như dòm vô là dòm vô nếu thấy anh bình thường. À. Đúng. Rồi hằng ngày mà sữa tã con bé này thì ở đâu có? Không có xài tã. Không xài tã, uống sữa không à? Uống sữa không à. À. Bố xài tã là đâu có tiền đâu lo. Sữa này đâu chi tiền đâu chi mua? Cái bà Tư bên đây cho. Là cho tháng nào cũng cho hay sao? Không, bà cho bữa mấy chục tại vì nó bú có xịu rồi, nó bú ngày đêm có 3 bịch thôi. À, ngày đêm 3 bịch hả? Ờ, và nấu cơm cho nó ăn. Ngày đêm 3 bịch thì một tháng nó cũng dưới 1-2 thùng rồi. Thì bà cho có nhiều bà cho nhiều tại vì bà cũng già bà đâu có cho mình là nhiều đâu. Cho cá rồi khi cho gạo rồi anh đi bán vé số được không hay là anh có làm gì được không? Ngủ với chưa rồi sao bán? Ngủ giờ mấy cũng phải đặt sớm á. Ngủ với chưa là làm sao? Uống thuốc vô rồi tối ngủ tới 12 giờ chưa. À. Năm bữa 2-3 giờ. Ờ à, ví dụ mình không uống thuốc thì sao? Uống thuốc sao bệnh lại. Bệnh lại hả? Là bệnh nếu mà anh bệnh anh sẽ làm gì? Quậy quá đập nhà. Quậy hả? À nhưng mà thôi cái lúc mà thời điểm mà anh quậy đó là không nhớ hả? Là cách đây bao lâu rồi? Năm 2020 là nhậu là bệnh cách đây 4 năm rồi. 4 năm rồi chứ vậy năm 20 á. À cái này là 4 năm là ngưng thuốc rồi là anh quậy. À bởi em đã thuốc anh quậy. À có thuốc đầy đủ nó nắng quá trời. Cái lần mà quậy gần nhất là biết khi nào không? Năm 2020 bệnh. À. Bệnh là lội lang thang ngoài đường. Ừ. Lội xuống rồi công an phường nó bắt quen biết á. À. Kêu chở xuống bệnh viện Tân Hoàng ở bệnh viện Đa Khoa. Ừ. Nhập viện rồi chị bệnh hết bệnh thì về. Ừ. Uống thuốc hàng tháng. À. Là cái đây cũng mấy năm rồi ha? 4 năm rồi. À. Cái viện cái đây 4 năm. Cái đây quà lúc năm bệnh lúc năm 16 tuổi. Ừ. Cái đây là ngồi đây già là 42 tuổi. À. Giờ một anh này thì bệnh, còn anh này thì cũng bị bệnh tâm thần đó nha, rồi kiểu đông kinh á, quậy đó nha, khi mà uống thuốc thì nó đỡ, còn là cô thì cũng không có làm được. Thường ví dụ là anh uống là uống giấc nào? Gấp 10 giờ đêm. 10 giờ đêm. Đang ngủ. Ví dụ mà uống 8 giờ tối thì cũng tới 9-10 giờ sáng. Uống 10 giờ đêm thì 12 giờ hoặc 1 giờ chiều. Vậy sao mình không uống giấc chiều đi rồi mình ngủ tới 4-5 giờ sáng là vừa lắm vừa rồi. Tại chiều còn đi vòng đi chơi. À là uống thuốc vô là bao lâu anh mới buồn ngủ? Chừng một tiếng hồ. Tiếng hồ là buồn ngủ hả? Dạ. À là nếu như mà anh uống sớm quá thì anh không đi chơi được. Đúng rồi. Còn uống trễ quá thì ngày sau phải ngủ tới 11-12 giờ. Dạ.
À bởi vậy là không có đi buôn bán gì, không làm gì được. Làm bữa ngủ tới giờ cơm treo luôn á. À. Còn ngưng thuốc là anh sẽ quậy. Ngưng thuốc là quậy. À. Có lần nào mà anh ngưng thuốc mà anh quậy hay chưa? Có. Quậy đó là bao lâu? Bao lâu rồi? Năm 20 nhập viện đó. À. Mới nhập viện rồi xuất viện về năm 20 luôn. À. Cái này 4 năm mà khỏe rồi, uống thuốc này vô nó khỏe rồi, đâu có quậy đâu. Ở trên này cả nhà, căn nhà này cũng đã làm rất là lâu năm rồi cả nhà. Ở trên này nó có cái một cái mái mà nó sụp xuống rồi sao, mình không lấy đồ mình cột lại để nó rớt xuống rồi sao? Có cột cục dây lại hả? Gạch lên ha. À. À, cái hoàn cảnh của mình khổ mà, ví dụ như mà xong nghĩ tới việc bán đất này thì không được, tại vì cái bán đất này còn đang tranh chấp nên là gia đình phải sống trong cái ngôi nhà như thế này được cả nhà. Mưa là nước ngập đúng không hả? Đúng rồi cả nhà. Hiếu thấy cái ngôi nhà của chị nó thấp hơn là cái ngôi nhà của xung quanh sớm dữ lắm cả nhà. Cái của người ta là trên đây cái này nè, còn mình lại dưới này luôn. Nghe anh chị nói là nếu mà mùa mưa là nước nó lên tới cỡ trên gối luôn hả? Chỗ mà bụi dạt thì chim đá ngủ trong buồng hay là phải lội vô hả? Nè Hiếu cho cả nhà mình xem nè, nó thấp hơn cái mặt đường cả mét luôn cả nhà, mét rưỡi luôn hả? Cả mét rưỡi luôn cả nhà. Có cái mái bơm ở trong. Dạ. Bây giờ cái mảnh đất của mình ở đây là bề ngang bao nhiêu cô? Chiều ngang đó sang đây là 9 mét đó con. Ừ, bề dài 25. Bề dài 25. Tổng mà nếu như mà khi mà tranh chấp có 1 mét đất thôi. Đúng không? Bây giờ nếu mà mình tranh chấp bên được kia dành của mình. Ừ. Chứ giấy tờ của mình là đúng luôn. Đúng là bao nhiêu? Đúng là 9 mét luôn hả? Ờ đúng sổ sách mà dưới phường phó chủ tịch là chứng giấy tờ luôn. À. Làm giấy thỏa thuận luôn rồi. Dạ. Đóng cọc. Dạ. Bây giờ người ta trở lại người ta tranh. Bây giờ à, bà ký sổ đỏ cho nhà cô rồi. Dạ dạ. Bây giờ có anh Hiếu đây nè, bây giờ là mượn anh Hiếu đăng lên luôn đi, lấy bà lấy cái sổ ra đây nè. Lấy không có lấy cái làm giấy tờ rồi đăng cái gì nữa. Không có, để con nói là bây giờ mẹ lấy cái khởi thảo thuận á là chắc đây đã ký vô rồi, quay ra nó nít rồi người ta cho con người ta ấy chia sẻ cho người ta, tôi nói lên xong rồi đăng xong gì? Rồi là tại sao tranh chấp thì ta người ta thích gì thì kêu mẹ lấy cái giấy ra thôi. Để cho ánh lên ánh làm việc gia đình bay sang buồn của mẹ cũng sao. Ừ. Của mẹ là ra tòa. Của bác là ra tòa đâu vào đó à. Hồi sớm nay bác xuống bác lấy giấy tờ rồi. Rồi bây giờ về là làm đâu vào đó trong vòng 90 ngày. Nếu mà làm mà không xong á là hủy. Cho nên bây giờ phải khẩn cấp để mà làm. Đó. Giải quyết xong rồi các bên ban ngành rồi là ký hết trơn luôn nè, bác xuống giấy tờ, lấy giấy tờ về rồi. Ừ. Tại người ta thích như vậy mà, người ta kiếm tiền. Người ta nói với mấy đứa con nhà bác là dứt khoát là không cho nhà Thiện ký sổ đỏ, không ký cho nhà Thiện làm sổ đỏ mà làm vậy để quậy phá chơi. À, nói gì đó, người ta lên tiếng vậy. Thì con nghĩ là con người ta có cái đạo đức lương tâm, bác nói thôi câu nhịn chín câu lành đi, mình không ăn thua với ta. Thì chồng mất rồi, bên đây bác ông cũng mất rồi, còn hai bà đó thì bên muốn làm sao đó làm đó, bác không ăn thua mà bác nghĩ sống ở đời cho có đức cho các con các cháu, mình đời mình khổ thì để sau này cho các con các cháu. Rồi nếu mà giải quyết xong xuôi thì mình không yêu cầu giá cao mà giá thấp cũng được, mình bán vừa phải đi rồi để cho hai đứa con đó một cái nền rồi làm nhà làm cửa rồi đầy đủ cho các con đó. Rồi bên bác với anh Lương với thằng Cu Lân Úc này làm một cái nhà
ở đàng hoàng, rồi trang trí nội thất, rồi còn dư một số tiền thì cho ba đứa chia ra, chia ra bốn người, chứ bác một số bác gửi tiết kiệm để bác dưỡng tuổi già, rồi cho ba đứa con mỗi đứa ít ra, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít, để các con lấy cái số vốn đó để mà làm ăn ha. Đúng rồi. Chứ không có cho tiền xài. Dạ, bây giờ cái mảnh đất của mình bề ngang cho nó chín đi. Bề dài nó 25 hả con? Đúng rồi. Thì mình lấy tròn 200 thôi. Là cô bán này là bao nhiêu? Nếu mà cô bán là cô bán bao nhiêu tiền? Bán hả? Giờ đang rẻ lắm, chưa bán được. Rẻ hả? Rẻ là bao nhiêu rồi? Người ta trả bao nhiêu? Bây giờ nhà chưa có kêu giá. Chưa mà, kêu giá hả? Nhưng mà có tệ phải có tệ phải 40-45 mới bán được. 45 là sao? 45 triệu mét vuông. 45 triệu một mét vuông. Mà giá đó hồi xưa rồi, bây giờ còn mấy rồi. Cái gì còn mười mấy? Cái nhà mặt tiền bên ông Di bản nó có 16 triệu đó. Chú này là chú bảy bên đây bán này bên này là bán 28 triệu mét vuông hả? 28 triệu mét vuông, nhưng mà thấp quá thì bác không có bán, thì nó không có đủ yêu cầu cho mình để mà làm nhà. Bây giờ nè, cái yêu cầu của cô là bao nhiêu mét vuông ở đây, cái một sự mong muốn của cô á? Bỏ hết đi, còn 200 mét mình bỏ đầu đuôi đi. Không, ý là bây giờ một mét vuông á, thường ở đây là hiện tại là bây giờ cô yêu muốn bao nhiêu? Nó tệ 40. Tệ lúc là 40 triệu. 40 triệu mà nhân cho 200 mét vuông hả? 8 là 800. 8 là 8 tỷ. Nếu bán được cái giá 9, đó thì 9 nhân 25. 9 nhân 25 rồi nhân lên cho 48 40 triệu. Một mét vuông. Nếu mà bán được giá đó thì mới có tiền cho mấy đứa này làm ăn, chứ bán thấp quá thì đâu có tiền mua đất. Nhưng mà bây giờ cái miếng đất này còn đang tranh chấp nên là mình chưa có mua bán được. Đúng rồi, phải ra tòa dứt khoát đi cái đã. Dạ dạ. Mà làm lấn sang là 0,25 rồi, mà bà cho rồi đó, bà cho 0,25 mét rồi đó. Rồi đừng có tranh chấp nữa, bà cho luôn mà cũng không chịu nữa. Đòi im đi, mà đòi làm một thước đó thì bây giờ chị cho em một thước đó, bây giờ là về phần của em. Em cho chị nửa thước, rồi còn nửa thước em gửi chị, rồi chị bán đi, chị cho em tiền uống thuốc. Nói đâu có được, cái này là không dính dáng với nhà cô bên á, mà đất này là đất của bà, không dính dáng. Mà trong khi đó là cho 0,25 rồi làm lấn sang thì cho luôn rồi. Rồi ký ký sổ đỏ cho rồi thì quá trời là êm rồi, còn gì là mình đã cho 0,25 rồi. Làm đã ký lấn qua của mình rồi là mình đã cho rồi. Mà cũng vẫn không chịu. Không chịu. Mà đòi là bao nhiêu? Cứ đòi một thước là đòi một thước qua. Là cho bà nửa thước, còn cô Huệ bên nhau lấy nửa thước. Lấy làm gì à? Bảo lấy chị bán được rồi chị cho em cái tiền đóng thuốc. Nhà cô có tiền ngoại hối mà ham cái gì cái đó. Thấy không? Mình còn đi làm phước rồi. Rồi bây giờ sau khi mà vậy đó, chị quyết định sao chị? Ví dụ vấn đề bé này thì giờ chị quyết định là chị cho, mà sanh ai có điều kiện thì nuôi. Bây giờ chị hỏi gia đình ý kiến giữa hai bên nội ngoại hết chưa? Ở bên đây thì được, mà bên nội kia em chưa nói, bên ngoại chưa nói. Tại vì bên ngoại cũng khổ dữ lắm. Mà cái đó thì yên tâm đi, không sao hết á, chị sắp xếp được. Bây giờ lại quyết định thẳng là cho hết rồi phải không? Cho đứa bé này không? Cho đứa bé này trong buồng. Đây thì bà có ý kiến nè. Nếu bà có điều kiện á thì sẽ nuôi cháu hết, nhưng mà bây giờ bà khổ, bây giờ người ngoài còn phải nuôi bà, còn phải cho gạo ăn, cho nên là bà không có nuôi, thì bây giờ tùy hai con. Mà chứ không nợ lần nào bỏ cháu, tội lắm. Bây giờ tùy hai con quyết định. Đó là tùy hai con. Rồi bây giờ kỹ rồi chị mới để mấy nhờ con tới đây. Bây giờ chị suy nghĩ kỹ rồi ha. Chứ con mà ai mà mang nặng đẻ đau làm sao không thương được, tại vì hoàn cảnh quá. Nếu mà chị có kinh tế là chị để nuôi hết, tại vì không có kinh tế, không có tiền. Rồi bây giờ thế này nè. Bây giờ thì trên cộng đồng này cũng sẽ hỏi luôn. Bây giờ khi mà 3 tháng nữa chị sanh á, thì khi có bé rồi chị có làm thủ tục giấy tờ không? Cho người ta không?
rõ ràng. Đâu làm là chị hứa là phải đâu qua đó rõ ràng. À rồi. Tại vì chị sợ nhiều khi mình xong ra người ta không chịu nuôi, lúc đó chị không biết xoay sở ở đâu nữa. Mà trước khi bây giờ em hỏi là bé tình trạng bé nhưng đó chị khám bầu khám thai gì là bé nó bình thường hết, tay chân là lặn hết không? Tay chân mà bình thường hết, em bé đang phát triển tốt. À. Còn gái. Là mấy gái bé trước này nè là có em hỏi luôn là có bị bệnh gì hay không? Không, đứa nào chị cũng xâm thường hết. Bình thường hết. À. À. Rồi bây giờ nè, cái điều này là cái điều quan trọng nhất nè. Là bây giờ khi mà cho bé như vậy đó, chị có mong muốn gì họ giúp lại mình cái gì không? Thì bây giờ chị gia đình chị cũng khổ vậy đó, thì yêu cầu lo cho chị sanh đẻ đâu rồi đó, đâm tắt đàng hoàng thôi chứ chị đâu có đòi hỏi gì đâu. Chị không muốn người ta phụ lại cho mình bao nhiêu hả? Mình muốn ấy thì người ta nói mình là đòi hỏi nhiều quá, chị cũng không muốn. À. Nhiều khi người ta nói mình cho con mà đòi hỏi này kia, người ta nói mình bán con hả cô ha? Bán, người ta nghĩ vậy đó. Mình đòi tiền là nó hóa ra bán con đó. Dạ. Ý chị thì vậy đó. Là tức là không có mong cầu, nhưng mà nếu mà thương giúp cái gì thì được thì giúp, chứ không có mong cầu ha. Giúp rồi chị mang ơn. À. Chứ chị không có đòi hỏi gì ở này kia hết. À. Nhưng thấy hoàn cảnh vợ chồng con cái chị vậy đó, thì cho chị được cái gì thì chị nhận cái nấy. Ừ. Đó. Chứ nhiều khi mình ta nghĩ mà mình cho con mình đòi hỏi nhiều quá cái người ta cũng không ấy nữa. Ừ. Đó, nó vậy đó. Chứ nếu mà ổng chồng chị không có bệnh á thì có công ăn việc làm á thì chị để nuôi hết, chị không cho đâu. À. Tại vì quá khổ rồi. Mà sao chị biết tên em mà chị gọi em? Tại trong coi trong điện thoại á. Ừ, coi trong điện thoại ha. Chị coi mấy lần rồi thấy giúp đỡ nhiều người á. À. Chị mới gọi á. À. Tại lúc mà chưa có coi clip á là chị điện lên trên Sài Gòn á. À, là có cô Tư ở trên đó. Ừ. Là cô Tư nói người đó cũng kiếm em bé sinh, nhưng mà người ta sinh rồi rồi. À là có rồi ha. À, có rồi rồi chị mới điện qua cho Hiếu. À. Nó mới nhờ Hiếu giúp cho chị đi. À. Ừ. Rồi thì bây giờ đó em tới đây, thứ nhất là em cũng ghi hình mình, và thứ hai nữa thì cũng chia sẻ lên cộng đồng. Thì tùy duyên cô chú anh chị nào mà có hiếm muộn mà không có con đó, thì cứ liên hệ với lại em hay hoặc là chị cũng được, cứ liên hệ trực tiếp đi rồi hướng dẫn cho nhau, rồi mình lúc đó thì giữa hai bên với nhau rồi mình làm thủ tục giấy tờ để cho bé nó có một cái cuộc sống tốt cả nhà. Thì thật sự là khi mình đến đây mình thấy cái hoàn cảnh này cũng không ai làm ra tiền hết á, nên thử ra bây giờ có bé cũng em cũng mong ở trên cộng đồng mạng đó, có ai mà có điều kiện kinh tế thì cứ nuôi bé cho nó có cuộc sống tốt hơn. Ừ. Như con em bây giờ này đâu có khả năng để cho đi học đâu. À, bé này cũng không có đi học được nữa cả nhà. Đi học được, đi học cũng phải 5 tuổi rồi chưa đi học nữa hả? Đúng rồi. Cũng đẹp trai lắm cả nhà. Không được lắm, tối ngày không ai chơi hết trơn, tại đây không có nít chơi mình nên nó bị nó khờ nữa. Nó không biết gọi chơi nên thông minh dữ lắm. Đây đâu có ai nít đâu, tối ngày chơi trong nhà mình nên vậy đó. Ừ. Rồi thôi, khi mà em đăng tải nội dung này lên thì cô chú anh chị nào mà có muốn sanh bé thì liên hệ với thầy Hiếu ngay cả nhà. Để mà Hiếu làm gì cậu nói cho mọi người để mà có bé nó có cuộc sống tốt hơn. Chứ Hiếu thấy ở đây thì hoàn cảnh cũng khó khăn lắm cả nhà. Dạ thì cảm ơn cả nhà mình đang xem video này. Và có gì cả nhà liên hệ trực tiếp với thầy là Hiếu trên cái số điện thoại trên màn hình đó cả nhà. Rồi hẹn cả nhà một clip tiếp theo ha cả nhà.